Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh Thời trang may mặc của Huyền A Giác Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu đầm cổ lơ của nữ. Nếu phần 1 mình hướng dẫn các bạn may phần cổ lơ, phần 2 mình hướng dẫn các bạn cắt mẫu đầm này, thì sang phần 3 này mình hướng dẫn các bạn lắp ráp hoàn chỉnh mẫu đầm. Và đây là mẫu đầm của mình. Mẫu đầm của mình thân trước mình may lơ, thân sau mình viền bình thường. Tay của mình bồng ở đầu tay và dưới mình có bo tay. Thân sau thì các bạn nào mà nếu mà muốn may ôm như thế này thì các bạn sẽ may ly, còn không may ôm thì các bạn may suông. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi may hoàn chỉnh mẫu đầm. Để may được mẫu đầm thì các bạn sẽ vào kênh cho mình. Sau đó ấn vào chữ video và kéo xuống tìm cho mình video số 194 và 237 là mình vừa may cổ áo vừa cắt được. Trước khi đi may đầm thì các bạn sẽ may cho mình phần cổ thân sau trước. Các bạn sẽ lật cho mình phần cổ thân sau mặt trái lật lên, mặt phải của dây viền sẽ gấp với mặt trái của phần cổ áo và mình may. Và trong khi may dây viền các bạn hơi kéo nhẹ một chút. Cổ áo các bạn để êm. Sau khi mình may xong lần 1 thì các bạn sẽ may cho mình phần dây viền gập vào cho mình 1 cm và gập cho mình vào mặt phải của phần cổ áo, may mí cho mình một đường. Và đây là phần cổ áo mình đã hướng dẫn các bạn may xong. May xong phần viền của mình nó đều và nó êm là được. May xong viền cổ thân sau thì mình sẽ may cái phần rút rúm bên dưới. Phần rút rúm này thì các bạn may cho mình tầm 2 đến 3 ly. May xong thì mình rút rúm vào. Và mẫu đầm này nếu mà không mặc bầu thì các bạn mặc bình thường cho mình cũng được, vì thân sau mình vẫn may ôm. Sau khi mình rút rúm xong phần dưới thì các bạn sẽ gập cho mình cái phần trên của thân trước vào và sang dấu giữa cho mình. Và giữa của thân trước này sẽ gấp với phần giữa của phần rút rúm bên dưới. Các bạn rút rúm phần bên dưới rút đều cho mình. Giữa của thân bên dưới sẽ trùng với giữa của thân bên trên. Và may cho mình một đường. Đường may của mình là 0,7 cm. Sau khi may xong máy bằng thì mình sẽ ra mình vắt sổ luôn cái đường này. Là mình xong phần thân trước của đầm. Mình sẽ gập hai mặt của phần thân trước lại với nhau và may một đường.
Và đây là phần thân trước, mình đã hướng dẫn các bạn may xong. Khi may xong các bạn lưu ý là cái phần trên của mình nó sẽ rúng đều và nó không bị bay cái phần thân trên nhé. Mình sẽ đi rút rúng cái phần cửa tay và phần đầu tay. Các bạn sẽ may cho mình hai bên tay áo. Mình sẽ chạy phần đầu tay và cửa tay để mình rút rúng. Sau đó mình sẽ rút rúng cái phần đầu tay và phần cửa tay. Và lưu ý là rút rúng cho mình đều. Thì khi mình may vào nó mới đều được nhé. Và phần cửa tay bên kia các bạn may như phần cửa tay bên đây cho mình là được. Sau khi mình rút rúng xong thì mình sẽ may phần bo tay vào phần cửa tay. Bo tay là mình chia đôi. Điểm giữa của bo tay sẽ trùng với điểm giữa của phần cửa tay. Mặt phải của bo tay sẽ gấp với mặt phải của phần cửa tay và may một đường. Đường may của mình là 1 cm. Và đây là phần cửa tay của mình rút rúng đều thì khi mình ghim lên sẽ đều nhé. Sau đó mình sẽ vắt sổ bên trong của đường may. Và đây là bo tay áo mình đã may xong. Các bạn lưu ý là vắt sổ cho mình hai bên cửa tay của phần bo nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi may phần vai áo, tra tay và may sườn cũng như may gấu là mình hoàn thiện mẫu đầm. Các bạn sẽ lật cho mình mặt phải của phần thân sau lên, mặt phải của thân trước gấp với mặt phải của thân sau và may hai bên vai áo. Và phần cổ áo thân trước thì các bạn sẽ vào kênh và xem cho mình đã hướng dẫn ở video 194. Sau khi mình may vai áo xong thì mình sẽ đi may tay áo. Các bạn lưu ý này, tay của mình khi may xong rúng rất là đều ở phần trên đầu của tay. Tay của mình nó tròn và mỏng là được. Để tra tay áo thì các bạn sẽ để cho mình tay áo xuống dưới, mặt phải lật lên. Mặt phải của lách áo sẽ để với mặt phải của tay áo và may cho mình một đường. Và khi tra tay các bạn lưu ý cái phần đầu tay này, các bạn sẽ san đều cho mình cái phần rúm ra nhé. Để nó chia đều cái phần đầu tay. Đường may mình đặt hết vào thân sau. Và đây là phần tay áo mình đã giúp các bạn may xong. Khi may xong cái phần đầu tay của mình
Dúng đều là được. Giờ mình sẽ đi may phần sườn hai bên. Lưu ý cái phần bo tay của mình trùng nhau là được. May xong sườn áo thì mình sẽ đi may gấu. Gấu các bạn sẽ may cho mình 2,5 cm. Và bạn nào mà không có máy chuyên dùng thì lưu ý khi may phần gấu của hàng thun thì mình sẽ vặn chỉ nhỏ hết cỡ và vừa may vừa hơi kéo nhẹ một chút thì khi mình mặc nó không bị đứt chỉ. Sườn xong thì cái phần cửa tay của mình nó đều nhau, phần nách mình tra với phần tay áo nó trùng nhau hai bên, thân trước và thân sau là được. Còn phần gấu thì mình sẽ may là 2,5 cm, các bạn sẽ gập vào và may gấu cho mình. Và đây là mẫu đầm mình đã hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh. Phần cổ lơ của mình rất là đều, êm và phẳng. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.